lúc quay phim. Hơn 300 người trong ekip sản xuất. Cùng nhau, họ đã trải qua 7 tháng ròng rã với gần 5.000 giờ song pha với gió bụi, bùn lầy, với cái khắc nghiệt của thời tiết, với cái ê ẩm của toàn thân. Nhưng không ai trong số họ nản chí. Cùng nhau, họ đã phá tan cánh cửa giới hạn của bản thân. Những giọt mồ hôi đổ xuống trở thành đòn bẩy nâng tầm chương trình Running Man chơi là chạy lên một tầm cao mới. Từ một tập thể ban đầu, họ đã lan tỏa đến cộng đồng năng lượng tích cực của Running Man chơi là chạy. Thành công của chương trình không chỉ giới hạn quy mô trong nước mà còn vươn tầm quốc tế. Mùa 2 đã về đích với những con số kỷ lục. Hãy chúc mừng thắng lợi của mùa 2. Trải qua một cái chặng đường mọi người quay hình cùng với nhau, thì đây là một cái món quà mà Running Man đã dành tặng cho tất cả các thành viên, đó là trải nghiệm một cái hành trình mùa đông tại Hạ Long. Thì Phát thấy cái hành trình này nó đúng nghĩa gọi là nghỉ dưỡng. Hy vọng rằng khi mà tới với Hạ Long thì mọi người có thể cảm nhận được cái cảm giác mà Ngọc đang cảm thấy vô cùng thích thú và muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Đang rất là háo hức muốn được trải nghiệm những hoạt động tiếp theo trong cái chuỗi hành trình này. Ngay từ khi mà mình bước vào đây thì đã nhận được sự chăm sóc, gọi là chăm sóc luôn, là bởi vì mọi người đang rất là ân cần với mình ngay từ sự tiếp đón đầu tiên luôn. Và đặc biệt hơn là đối với lại không khí ở đây, hoặc là những cái thiết kế, hoặc là những cái chỗ ở, những cái nơi mà Ngọc đến ở đây, mọi thứ đều rất là trong lành nè, thoáng mát. Tới Yoko Onsen Quang Hanh á thì sẽ được thanh lọc cơ thể, là cân bằng nghỉ ngơi nghỉ dưỡng, đúng nghĩa là tuyệt vời luôn. Đến đây thử trải nghiệm một lần trong đời đi, các bạn sẽ thích ngay. Mình vừa được chiêm ngưỡng cái không khí ngay cái thời gian này nữa, cái cơ thể mình nó cảm thấy rất là sảng khoái. Thật ra thì Huy và là Jun rất là bất ngờ bởi vì là cái phong cách tiếp đón của Village chuyên nghiệp, chu đáo, tận tình, và có những cái hoạt động mà hai anh em cũng rất bất ngờ bởi vì họ chuẩn bị sẵn từ trước rất là lâu rồi. Tại Premier Village ở Hạ Long, tới đây thì bên cạnh cái việc là được thưởng thức ẩm thực nè, đặc trưng ở khu vực này ha, rồi trong một cái quần thể này, trong cái khu này thì chúng thấy là có rất là nhiều những cái hoạt động để mình có thể gọi là giải trí cả về thể chất, về tinh thần. Người ta hay thường nói là home away from home đó. Đến đâu mà cứ nơi nào á giống như nhà của mình thì mình cứ muốn ở đây mãi thôi. Yeah.
Em ở Trắng hôm nay rất là vui, đang đến đến một nơi gọi là King World Hạ Long Complex, rất là tuyệt vời. Rất là đẹp luôn á, đây là một khu vực mà sống ảo và tuyệt vời, bởi vì ở đây mọi người sẽ thấy được cảnh hoàng hôn luôn. Và đây là cabin có sức chứa tới từ 200 đến 230 người. Và đằng xa xa kia là một cái chỗ tâm linh hơn một chút xíu, mang tên là Bảo Hải Linh Thông Tự. Khi mà đến đây mình cảm thấy mình bình yên hơn nè. Cả một dàn cast được đi đến đây để thắp nhang, rồi cầu xin cho những điều may mắn trong cuộc sống, cũng như là sắp tới năm mới rồi cũng muốn cầu bình an cho gia đình. Cảm giác của Vinh đầu tiên khi Vinh tới cảng tàu khách quốc tế Hạ Long á, mới nhìn bên ngoài thì Vinh có cảm giác giống như là một cái tòa nhà ở Hội An vậy đó, rất là cổ kính. Còn bên trong á, thì khi Vinh bước vô, wow, một cái trần rất là cao. Đây là một cái điều mà Vinh rất thích khi Vinh bước vào một cái chỗ nào mà nó có cái tính cổ điển á, có cái cảm giác giống như là trong một cái khoang tàu vậy đó. Ở đây có mấy chục bức tranh vẽ về những cái tàu cổ hay là những cái bản đồ cổ, nhìn hay lắm. Vô cảm giác mình nó sướng sướng. Các bạn nên tới đây để trải nghiệm thực tế, nó sẽ thú vị hơn. Lần đầu tiên Vinh được ra đây vào cái dịp mùa đông, cũng như là được trải nghiệm một chiếc du thuyền để ngắm toàn vịnh ở đây, tuyệt vời. Nên cảm giác nó rất là thú vị, đặc biệt hơn là mình được đi cùng với những người bạn của mình, rồi cả ekip của Running Man Việt Nam nữa, nên chắc chắn đây là một cái trải nghiệm vô cùng đáng nhớ của Ngọc. Chúng ta là Running Man Việt Nam, chơi là chạy. Ơn nhà tài trợ chính địa điểm Sun Group đã hỗ trợ Running Man Việt Nam rất nhiều trong quá trình ghi hình. Đây là lần đầu tiên mà Jun được đến với khách sạn Hotel de la Coupon của M Gallery Sapa. Thật sự rất là choáng ngợp với kiến trúc ở đây. Và điều Jun thích nhất vẫn là con người Sapa. Tất cả nhân viên đều rất là dễ thương, rất là nhiệt tình. Và bên cạnh đó thì ở đây có rất là nhiều dịch vụ như là spa nè, rồi hồ bơi nước nóng, lạnh nhưng mà lại có hồ bơi nước nóng, tôi cũng rất là muốn trải nghiệm trong ngày hôm nay. Và cũng muốn trải nghiệm những cái bữa tiệc nữa. Thì rất là vui là
khách sạn Hotel de la Courbonne M Gallery Sapa ngày hôm nay cũng phục vụ cho mình một buổi tiệc nhỏ theo kiểu Pháp, mình đang rất là mong chờ. Dear Trương Phạm, cảm ơn bạn đã chọn Hotel de la Courbonne là nơi lưu trú sau một hành trình đầy thử thách tại Runman. Khách sạn được đón tiếp chuông vào nửa đêm với tiết trời lạnh, hy vọng ly sô-cô-la nóng và nụ cười thân thiện của đội ngũ nhân viên có thể tiếp thêm năng lượng cho bạn. Hotel de la Courbonne cũng đã chuẩn bị một thực đơn mùa lễ hội để đưa bạn đi thưởng thức tour ẩm thực thế giới ngay tại nhà hàng Chic. Chúc bạn ngon miệng, xin cảm ơn ban quản lý. Hello, xin chào tất cả mọi người. Sáng nay thì thời tiết đang nghe đồn rất là ấm áp. Lạnh nhưng mà ấm áp so với Phan Xipan ha. Jun sẽ bắt đầu chuyến hành trình của mình, đầu tiên sẽ đi lên đỉnh núi Phan Xipan bằng một cáp treo. Cáp treo rất là đẹp và đang rất mong đợi. Mà trên đường đi thì chúng ta sẽ ghé qua chùa Trình. Thôi, đi thôi nhé. Jun thiết nghĩ nha, đi cái này đi mình cũng vui lắm đó. Ban đầu tưởng đi nhiều là sẽ vui, nhưng mà thật ra đông ồn lắm, mấy chỗ này phải chiêu. Đẹp quá mọi người. Wow, đó, bắt đầu mây nè. Giờ mới hiểu tại sao người ta nói đi săn mây nè nha mọi người. Cảm giác thật là tuyệt đỉnh khi mà Jun đang ở trên đỉnh Phan Xipan 3.143m. Đây chắc chắn là một cái hành trình mà mọi người khi mà đến Sapa chúng ta phải đến đây. Jun hy vọng là trong thời gian sắp tới, hành trình mùa đông của Jun sẽ được mọi người lựa chọn để mà đi nhé. Xin chào Runman Việt Nam, chơi là chơi. Được trải nghiệm cái hành trình mùa đông này thì nó đúng là những cái ngày tái tạo lại năng lượng. Ngọc cũng hy vọng một ngày nào đó thì mình sẽ có cơ hội quay trở lại đây lần nữa cùng với gia đình của mình, bạn bè của mình. Thành thật phải nói một lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã tin tưởng, chọn niềm tin vào Running Man Việt Nam cũng như đã theo dõi hành trình của chúng tôi những tập đầu tiên cho tập cuối cùng. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại cùng Running Man Việt Nam, chơi là chạy. Bye bye, bye mọi bye người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người. Chúng tôi là Running Man Việt Nam, chơi là chạy. Bên nhau ta chinh phục.